Trong trận đấu lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Yemen trên sân nhà Việt Trì, Phú Thọ. Đây là trận đấu mà đội bóng Tây Á chơi tốt nhưng lại gục ngã bởi bàn thua từ tình huống cố định sau pha đánh đầu của Bùi Vĩ Hào ở phút 85. Bình luận về thất bại của đội nhà, báo giới Yemen tỏ ra tiếc nuối. Họ thừa nhận đội nhà gặp khó khăn lớn trong cuộc đua giành vé dự giải U23 châu Á 2024. U23 Yemen hết hy vọng có suất trực tiếp khi U23 Việt Nam chắc chắn giành ngôi đầu bảng. Ở cuộc đua giành vé vớt, 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất, U23 Yemen cũng gặp khó khi các đối thủ ở bảng đấu khác thắng rất đậm. Tờ Aden TM giật tít, U23 Yemen gục ngã trước U23 Việt Nam bởi đòn chí mạng. Tác giả nhấn mạnh, trận thua tiếc nuối trước U23 Việt Nam khiến cho U23 Yemen không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng C vòng loại U23 châu Á. Ở trận đấu này, U23 Yemen đã áp đặt lối chơi trong hiệp 1, với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trước khung thành của U23 Việt Nam. Đáng kể nhất là pha dứt điểm của Kasim Ansarafi. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam chơi tốt hơn nhờ những thay đổi của ông Chusia. Trong khi đó, cơn mưa ở Việt Nam khiến cho U23 Yemen chỉ biết chọn cách chuyền bóng dài lên cho hai mũi tấn công là Ahmed Ma và Hamza Maras. Tuy nhiên, hàng thủ của U23 Việt Nam dễ dàng hóa giải. Tưởng chừng như U23 Yemen đã hoàn thành nhiệm vụ cầm hòa U23 Việt Nam thì đội nhà lại thủng lưới ở phút 85 sau pha dứt điểm của Bùi Vĩ Hào từ tình huống phạt góc. Trận thua này ảnh hưởng rất nhiều tới hy vọng giành vé giữ U23 châu Á 2024 của U23 Yemen. Đội bóng của huấn luyện viên Miroslav Sukup phải tính toán để cạnh tranh với nhóm nhì bảng. Tờ Bawabatia thừa nhận bàn thắng của Bùi Vĩ Hào thực sự là đòn đánh bất ngờ của U23 Việt Nam, khiến U23 Yemen không còn hy vọng lật ngược tình thế. Giờ đây, U23 Yemen chỉ biết thắng U23 Guam ở lượt trận cuối cùng và chờ đợi kết quả của những đội xếp thứ hai ở các bảng đấu khác. Tờ Mecca Today của Ả Rập có bài viết trận thua trước U23 Việt Nam đẩy U23 Yemen vào tình thế khó khăn. Tờ báo này bình luận thất bại trước U23 Việt Nam quá đau đớn với U23 Yemen. Trận thua này khiến cho nhiệm vụ giành vé tham dự giải U23 châu Á của U23 Yemen trở nên vô cùng khó khăn. Công bằng mà nói, U23 Yemen đã chơi khá hay khi đối diện với U23 Việt Nam. Thế nhưng, khoảnh khắc xuất thần của Bùi Vĩ Hào khiến giấc mơ dự giải U23 châu Á trên đất Qatar của U23 Yemen bị ảnh hưởng rất nhiều. Chỉ có 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành vé vớt tham dự giải đấu này. Ở lượt đấu cuối cùng bảng C vòng loại U23 châu Á, U23 Yemen gặp U23 Guam vào lúc 16 giờ ngày 12 tháng 9. Vào lúc 19 giờ không cùng ngày, U23 Việt Nam chạm trán với U23 Singapore.